Nhờ đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao, phát hiện sớm khiếm khuyết trên lưới điện, Điện lực thành phố Hưng Yên đã nâng cao chất lượng điện và giảm thời gian cắt điện. Các thiết bị được Điện lực thành phố Hưng Yên đưa vào khai thác vận hành như máy Flycam phát hiện sớm các khiếm khuyết trên lưới, máy Ultratel Plus nhằm phát hiện sớm các điểm đánh lửa sau tiếp xúc, máy ảnh nhiệt với ống kính siêu zoom nhằm phát hiện sớm nhiệt lượng bất thường tại các trạm biến áp. Thông thường ấy, trước đây ấy, đi kiểm tra định kỳ những cái trạm biến áp hoặc là đường dây ấy, thì phải tốn rất nhiều công sức, bởi nhìn mắt thường thực ra là có những cái khiếm khuyết chưa thể phát hiện kịp thời. Tuy nhiên từ khi mà chuyển sang cái Flycam này đã phát hiện kịp thời, phát hiện ra sớm những cái khiếm khuyết mà ở những tầm cao mà bình thường mắt thường không nhìn thấy đấy ạ, tăng được cái năng suất lao động lên rất là nhiều ạ. Trong đợt kiểm tra độ sạch hệ thống lưới điện từ cuối năm, công ty May Hưng Long 2 là một trên nhiều khách hàng nằm trong kế hoạch kiểm tra toàn diện. Tổ kỹ thuật đã sử dụng Flycam kiểm tra nguồn điện dẫn vào công ty. Các góc cạnh của xà, xứ và các điểm đố dây đều được chụp ảnh với độ phân tải cao để về phóng ra nghiên cứu. Trong những năm vừa rồi, chúng tôi không xảy ra vấn đề mất điện. Chúng tôi rất hài lòng dịch vụ điện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Điện lực thành phố Hưng Yên tiến hành trên 1.000 lượt kiểm tra hệ thống điện, phát hiện gần 400 khiếm khuyết trên lưới và đã tiến hành thay thế và xử lý. Qua đó giảm sự cố điện và tổn thất điện năng, giảm số lần cắt điện, góp phần nâng cao chất lượng điện, phục vụ khách hàng.